Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản sàn OKX. OKX là một sàn rất là nổi tiếng và uy tín, đứng hai về thị trường giao dịch phái sinh chỉ sau Binance. Thì để đăng ký sàn OKX, các bạn hãy bấm vào cái link ở dưới, tôi để ở dưới mô tả để đăng ký được link chuẩn sàn nhất, và các bạn có thể được hưởng giảm đi 10% phí giao dịch sau này. Khi bấm vào đường link đó xong thì nó sẽ hiện lên giao dịch như thế này. Bạn hãy bấm vào phần email và điền email của mình vào. Sau đó chúng ta bấm vào phần đăng ký. Sau đó là xác minh không phải robot, thì chúng ta chọn đây là đầu tiên là viên chuyển mút, sau đó đến là vui, đến là tuổi tiền và bấm OK. Sau đó sẽ có một cái mã gửi đến email của bạn. Chúng ta truy cập vào là mail, đây là phần OK, chúng ta chọn. Rồi chúng ta điền mã vào đây. À, chúng ta sẽ chọn là ta sẽ nhập mật khẩu của mình vào. Đây sẽ hiện lên cho thông báo để các bạn xác thực danh tính, thì các bạn là bấm phần xác minh danh tính. Chúng ta hãy chọn là phần tài khoản cá nhân. Cho khu vực ở Việt Nam, bấm vẫn tiếp tục. Và sau đó chúng ta nhập các cái thông tin của mình vào. Đây chúng ta sẽ điền các cái thông tin theo hướng dẫn là chúng ta có thể đăng ký tài khoản và KYC được xong tài khoản. Hoặc chúng ta có thể vào phần ô có hình người thì chúng ta bấm vào phần xác minh và chúng ta sẽ điền các thông tin chúng ta vào, điền tên, điền tại ảnh chứng minh thư hoặc căn cước công dân lên là chúng ta có thể đã đăng ký tài khoản xong và KYC xong tài khoản, chúng ta có thể giao dịch ở trên sàn. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản sàn OKX và cách xác minh tài khoản. Chúc bạn có thể đăng ký được thành công một cách dễ dàng. Chào tất cả các bạn.